kính chào bác Trương Mỹ Hoa và các cô chú của Quỹ Học Bổng Vừa A Dính. Con xin kính chào cô Hà Thị Kim Sa, thầy Phạm Minh và các thầy cô của trường Hồng Hà. Con tên là Lãnh Thị Lê Na. Con tên là Giáng Xoài. Con và tất cả các bạn ở đây đều là học sinh của Quỹ Học Bổng Vừa A Dính. Chúng con là thành viên của câu lạc bộ Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu. Và chúng con đến từ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Hồng Hà. Nhân dịp năm mới, con và các bạn xin cảm ơn bác Trương Mỹ Hoa vì đã đưa con và các bạn vào Quỹ Học Bổng Vừa A Dính và được học tập dưới mái trường Hồng Hà. Con cũng xin gửi lời cảm ơn đến cô hiệu trưởng Hà Thị Kim Sa, thầy Phạm Minh và tất cả thầy cô của trường Hồng Hà đã tạo mọi điều kiện để chúng con học tập tại ngôi trường hạnh phúc này. Và cũng nhân dịp một mùa xuân nữa lại đến, chúng con xin kính chúc bác Trương Mỹ Hoa, các cô chú trong Quỹ Học Bổng Vừa A Dính cùng với đó là cô hiệu trưởng Hà Thị Kim Sa, thầy Phạm Minh và tất cả quý thầy cô đang giữ lại dưới mái trường Hồng Hà một năm mới thật nhiều niềm vui và